อันนี้ญาติกรุบชมิบสู่ปงแม่บ่าวบ่าวได้กระปุงตามนานทัศนาวิดีโอរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងមានសិតតាហាឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទមានទាំងប្រហិតមានទាំងជ្រក់មានទាំងបន្លែគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងហើយខាងមុខខ្ញុំបាទនេះគឺជាតាក់សៀងបាទតាក់សៀងលេងជាមួយទឹកម្ទេសដើម្បីជាតបជាមួយនឹងប្រហិតរបស់យើងហ្នឹងហើយនេះគឺជាជ្រក់បាទ ជ្រក់ទៅសាក់លេងជាមួយល្ហុងអានេះជាស្លឹកវែងឬក៏ជារណាហើយទៅសាក់របស់យើងហ្នឹងណាឃើញទៅរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទមើលមួយបាទនេះសិតតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអឺអូហូសិតតែឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទទៀតមកបាទអូហូ មានច្រើនតែម្ដងបាទរបស់យើងនេះឥឡូវយើងចង់ដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាយើងទៅរសជាតិភ្លក់រសជាតិជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទសិតតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទរបស់យើងនេះមួយមកបាទនេះបាទឆ្ងាញ់តែម្ដង Chị nhầm luôn bà Anh mình tên này mình chết tên mình mà
ai thì lúc nãy thoát tài ngày hai đằng này nè khởi nhà miền là không thì còn chưa ăn phần tài mà bài chi tiết sẽ phải sọc xài chứ luôn rồi chiết với về tài chi sọc xài tại mà đó chúng ta ngày hai đằng này nè cứ miền luôn là lời tìm xa sơ bộ mình tham bát tây na bát tây na đây cứ này ha tiếng này ha dân khắp bạc khơi những coi nhầm nó không thì còn các bài sả la riêng các bài giống là tìm chôm chôn bàn tay lấy dân vô là bọt tiếng này ha nó màu hộp nơi tây sập hiệp bài cả sọc sai với bất chi chung anh dân cái thằng chung anh được bị ca sơn man đem đó mà money.
nhưng cứ tha ha cái nước sơn mèp bị chi bộ đó đã luôn nơi nông thì cống toàn trái sơn mèp đã luôn nơi chuẩn bỏ sài cái có ba này phù lấy sông bay tay bà hát sạch cô bà hát sạch chú rồi có bà hát trời xuyên cứ phải chạy phải chia rụng nợ bằng chân ca từ tua tiên bao giờ ní mà sẽ mẹp nẹ đài tôm sạch tôm mây xuyên ai trời bê cà rôi hộp bê cà rôi nợ vi tàu hàng cà rôi nhâm nâng bằng hai lúc nẹ ca từ tua tiên bà phết à hà xuyên chia phải xe à hà rồi bọc khmai bao giờ nâng tàm đó nè sẹp lúc nẹt đài tôi sẽ làm video bọc nhôm bát đâm bay ban video thay về cao chứ không phải cho sập cái hay cho lái đâm bay ban từ tour bán video thay về cao tiền bán hay cái này nhôm bát có sum thay nó còn đó cũng mai bóng phố này cũng tạm nạn tôi sẽ làm video bọc nhóm bát hoặc con chân mà có tôi sẽ làm sao chị thầm mấy chụp này là không biết ốc nào ý bạn ốc con chân